Hello các bạn, thì trong video nhỏ này mình muốn chia sẻ cái suy nghĩ của mình vì sao mà trong năm vừa rồi có khá ít người Việt nộp hồ sơ thành công cái diện EB1, EB2, tức là diện dành cho những người tài năng á. Thì nói chung là những cái số visa đó được thống kê hàng năm, nó cũng không có gì gọi là bí mật hết, cho nên nếu chịu khó tìm thì nó sẽ ra. Và năm nay thì ít hơn năm ngoái. Có thể là thời gian xử lý nó dài hơn, hoặc là có thể là số lượng người nộp hồ sơ ít hơn. Nhưng mà các bạn biết là cái việc nộp hồ sơ dành cho diện tài năng á, nó có thể được xử lý rất nhanh nếu như mình nộp theo diện premium, tức là trả thêm cho chính phủ 2.500, thì họ có thể xử lý trong vòng coi như là thậm chí 1 tuần 2 tuần là xong, là có kết quả cái giai đoạn đầu tiên thẻ xanh I-140. Cái giai đoạn I-485 thì khác, nhưng mà nói chung cái diện I-140 thì nhanh. Thì cái cảm nhận của mình nó như này các bạn, nó sẽ có một số lý do mà mình thấy rằng có hai cái lý do chính. Cái lý do thứ nhất là những người làm nghiên cứu Việt Nam á, cơ bản thì họ sống bây giờ mình thấy họ sống khá tốt. Các bạn có thấy cách đây đâu hôm nay hôm qua gì đó có một bài báo trên mạng nó nói rằng là giáo viên phổ thông mà thu nhập là khoảng 400 mấy triệu một năm. Đó, đấy là thu nhập, mà thu nhập cứng nha, chứ không phải là thu nhập mà bình thường. Thì bây giờ giả sử như các bạn nghĩ rằng phó sư chẳng hạn, phó sư Việt Nam lương ở Sài Gòn đi, thì một tháng tầm lương cứng khoảng tầm khoảng mấy 30 triệu. Mình nói đó là những cái trường mà nó có lương hai, còn những trường nhà nước thì có thể có mười mấy triệu, rồi mười mấy 20 triệu, sau đó là thêm cái này kia nữa. Và đặc biệt là các trường ở Việt Nam bây giờ nó lập ra những cái nhóm nghiên cứu mạnh, và cái việc đầu tư cho nhóm nghiên cứu mạnh rất là lớn, giống phải ví dụ như vừa rồi mình nghe tin ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nó có một cái quỹ nghiên cứu đâu mà khoảng mấy trăm tỷ cho cả trường trong vòng mấy năm đó. Thì các bạn hình dung là những ai mà làm nghiên cứu tốt thì cái việc kiếm một tháng 40 triệu 50 triệu là bình thường ở Sài Gòn. Những tháng 4 50 triệu một người thì nhiên là chừng đó là mình nghĩ rằng là sống cũng khá là ổn rồi, không cần gì phải lo lắng nhiều. Và đối với những người như vậy, khi mà họ đã có một cuộc sống ổn ở Việt Nam rồi, thì mình nói dân nghiên cứu nha, mình không nói hoặc là dân có gọi là có tài năng đặc biệt. Thì thông thường thì họ Việt Nam họ ok. Và đối với dân nghiên cứu thì cái việc dịch chuyển, cái việc thay đổi công việc, thay đổi nơi sống nó sẽ là một cái vấn đề đối với họ. Tức là họ đôi lúc đưa lên cân đo đong đếm để xem thử coi là có xứng đáng, có muốn đi đi Mỹ hay là không. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc đi Mỹ nó sẽ gặp một cái câu chuyện khó khăn là qua Mỹ làm cái gì để sống, lấy cái thẻ xanh xong rồi làm cái gì để sống bây giờ, thì đó là một câu chuyện khác. Thì vừa mình tư vấn xin job cho khá nhiều người, thì đó là một cái câu hỏi, một cái vấn đề nặng nề nhất trong đầu họ, giờ qua Mỹ xong làm gì. Chứ nói thật các bạn, giờ cái giới nghiên cứu Việt Nam nhá, ba bốn chục bài báo chỉ số trích dẫn này nọ, họ thừa sức xin thẻ xanh, xin một cái rẹt là được ngay luôn cái diện EB2 đó, xin một phát là được ngay luôn, đảm bảo các bạn nó hoàn toàn không có gì phức tạp, hoàn toàn không có gì khó khăn hết. Tuy nhiên là cái khó khăn đối với họ là bây giờ họ đang ổn ở Việt Nam rồi, qua Mỹ làm gì, cuộc sống bây giờ nếu mà ai mà đấy là kiếm tiền tàn tàn 30-40 triệu, chứ còn nếu mà kiếm tiền giỏi hơn nữa chẳng hạn, thì cái việc mà kiếm 50-60 triệu thậm chí hơn nó không phải là vấn đề đối với họ nữa, nó không phải vấn đề lớn nữa. Bây giờ đi qua bên này cày phải đánh đổi mọi thứ. Hiển nhiên là mình cũng nói là cái việc khi mà chính phủ Mỹ nó cho mình cái thẻ xanh, có nghĩa là nó đồng ý cho mình, mà nó nghiễm nhiên nó hiểu là mình có đủ khả năng để mà xin việc, cùng có đủ khả năng để mà gọi là survive, sống được ở Mỹ. Tuy nhiên đối với những người mà mình nghĩ rằng đặc biệt là cái dân nghiên cứu, thường người ta rất là khó gọi là take risk, là khó mạo hiểm, bởi vì khi mà họ đưa lên cân đo đong đếm rất là nhiều thứ, thì chắc chắn cái con đường mà chấp nhận đi qua Mỹ để mà bắt đầu lại từ đầu thực sự là khó, và mình thấy rất là ít cái trường hợp mà chấp nhận như vậy. Nói vui các bạn nha, có những người là làm thẻ xanh rồi
tức là nó được duyệt cái bước 140 rồi, đi qua cái bước cuối cùng là bước 485, tức là xin thẻ xanh để qua Mỹ á. Nhưng mà lúc đó duyệt xong rồi thì ok, đến lúc giờ là làm 485 thì coi như hốt hoảng lên, giờ không biết bây giờ lỡ may mà nó duyệt cho cái thẻ xanh nữa, phỏng vấn xong ok qua Mỹ giờ làm gì để sống giờ. Rồi có những người là coi như là vợ hoặc là chồng đi, trong khi đối phương lại không muốn đi. Ôi nó có dung là, nhưng mà có những người mình thấy rất là vui, đó là hai vợ chồng, có hai vợ chồng chị bạn đó, trời ơi, bà đó vẫn hơn mình cả chục tuổi, tức là hơn 50 tuổi rồi, nhưng mà bà được gì cái thẻ xanh, thế là ông chồng cũng ok, thế là đi luôn. Và tư duy của họ rất là thoải mái các bạn, tức là họ cứ cái làm bao nhiêu tiền cho đủ, và thật sự thì họ cũng có đủ điều kiện kinh tế tốt rồi. Bây giờ đi qua Mỹ sống sống coi như là mình sống để mà trải nghiệm đó, thế là cuộc sống mọi thứ coi như là, thế là ai hấp là mọi người qua đây, hai vợ chồng qua đây cả năm trời rồi mà chưa đi tìm được cái việc. Dĩ nhiên là họ phải tiêu cái tiền tiết kiệm, nhưng mà ý mình nói nó có những, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái lối suy nghĩ của người ta. Nhưng mà chị này thì được cái là gì, chỉ làm với cái môi trường quốc tế quen rồi, cho nên là cái việc nó suy nghĩ để mà mở rộng, để mà bước thêm một cái bước mới đi qua Mỹ là nọ, đối với chị nó là một cái xin, là một cái quyết định rất là đơn giản đó. Tuy nhiên là thời gian sau này mình cảm giác rằng cái giới nghiên cứu Việt Nam nó sống rất ok, cho nên nó thật sự nếu mà chỉ để cân đo đong đếm lên, nó không cần thiết phải đi sang Mỹ nữa. Đó là một cái câu chuyện mà mình thấy, một cái thực tế mà mình thấy rất là cũng là cũng 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 tức cười. Mặc dù anh em hô hào rồi cổ vũ các kiểu, đặc biệt là mấy cái bạn trẻ, mấy bạn trẻ thì ok, bởi vì mấy bạn đấy thì thường vừa tốt nghiệp tiến sĩ xong, hoặc là làm sau tiến sĩ sau đó là qua Mỹ rồi này nọ, thì khi còn trẻ thì sức mạnh, sức bung, sức bật nó mạnh mẽ hơn, nó có lớn hơn so với những người đã đứng tuổi và đã có một cái gì đó ở nhà rồi. Mà câu chuyện mà thật sự các bạn nha, mình nói thật, nếu như mà cho mình quay lại thời gian xưa, 9 năm về trước, 8 9 năm về trước, mà mình làm một cái việc bình thường, đi dạy tàng tàng tàng, làm xong phó sư giáo sư Việt Nam, làm ở một cái trường thu nhập tầm 40 triệu, viết bài thêm hay là làm thêm đề tài này đề tài nọ nữa, thì lương thu nhập cũng như là 50 60 triệu, thì mình thấy có tiền sống ở Việt Nam nói chung vẫn sướng. Các bạn đừng có bảo là kiểu như là đứng núi này trông núi nọ, nhưng mà thật sự mình cảm giác là nếu như mà nghĩ rằng là sống một cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái thì ở Việt Nam sướng, có tiền rủng rỉnh thì vẫn sống sướng hơn rất là nhiều ở Mỹ. Ở Mỹ cuối cùng là loay hoay, nói chung là mình cảm giác như là nó sống một hồi xong á, mình sống 8 9 năm xong mình thấy cái như là nó thật sự là cũng cũng buồn, đặc biệt là khi mà mình trở nên già đi á, thì bố mẹ rồi mọi người anh chị em này nọ cũng trở nên già đi, thì lúc đó mình nghĩ cái suy nghĩ nó khác so với thời trẻ. Nhưng nói chung mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng mà quyết định đi qua Mỹ thì mình nghĩ rằng quyết định đi hay là không đi thì nó chỉ là một cái giai đoạn của cuộc đời thôi, chứ nó cũng không có cái gì gọi như là ghê gớm, mà sống trải nghiệm, sống vui thì nó mới là cái vấn đề lớn. À, các bạn, cảm ơn các bạn đã nghe.